Bây giờ chuẩn bị trước cái điện đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, được quý bậc chư tôn đại đức. Hôm nay nhân dịp và trong không khí của Diệu Lê báo hiếu thì tinh thần tri ân và báo ân có gia đình Phật tử Quách Thị Hồng 88 tuổi đã viết lễ cúng dường cho tăng để cầu siêu cho chồng cũng như cho mẹ và tất cả quý vị cho vị ông được siêu người chung thới và cho quý vị được tai qua nạn khổ tạo nghiệp thị tâm và cầu tâm lý vào phút này đại diện cho gia quý mời phật tử dâng lên lời các phật cúng dường bây giờ phật chúng
lòng con với ông lão cúng dường. Của này là vốn của thiên đường, chúng con tạo sẵn bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên được dùng chúng mình. Nguyện cầu cho cả chúng sinh, nhất là quyến thuộc gia đình chúng con, kẻ hiện tại hiện toàn quả thứ, người khác rồi lại được siêu sinh, ngưỡng nhờ đức Phật pháp quay linh, ơn dạy ta bao nước lành tan ra. Hồi hướng cầu nguyện, làm xong được chút phước lành, con xin hồi hướng chúng sinh hướng nhờ, mến mong biển bổ không bờ, trần gian chìm đắm mịt mờ tối đen, bóng đâu nuôi báo hiện lên, tháp vàng đứng lỡ dựng trên cao trời, cớ duyên chánh pháp ra đời, lối tu tôi thượng độ người chậm thế, tinh thần nẻo thẳng tháo xê, mà đường dẫn dắt thấp thế buồn lầy, càng buông bỏ dưới chân này, ấy là chỗ đứng cạn này đẹp sao. Nhiều người chung sức với nhau, công phu tư chung ước vào điểm tô, đạo vàng cao quý bạc thô, cũng vì lợi ích chúng cho thế cảnh. Hôm nay con hơi chốt thầm, nguyện xin tất cả xa gần hướng chung, mỗi người học đạo tỏ thông, chữ năng pháp sĩ đã không thiệt bài, cầu xin giao thoát quần thai, đường thường tỏ sáng lại thái trong lành, nguyện cho đạo đức hạnh hành, cánh đời lớn độ đối thành thầy thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhờ ngày Tam Bảo soi đường chúng sinh, mênh mông biển khổ lên lưng, nhờ hiền Tam Bảo chúng sinh phóng hèn kính bạch cho tôn đức vừa qua. Đại diện giao quyến theo lời các bậc và lập kinh cúng dường vào phút này, cung thỉnh cho tôn hiền đức Phật tâm hồ pháp chú chú kệ học kinh chú nguyện hồi hướng cho hương linh con nguyện quan bé pháp chân hiền phước thượng thọ 88 tuổi năm nhân ngày 5/7/15 hương linh toàn thiện kim. Hội hỏi chú hút của lớp chân ngày 24 các bạn có thể không mời lắm. Cô lên Nguyễn Văn là hội thọ 89 tuổi, lớp chân ngày 22, ngày 27 năm 2007. Cô lên Nguyễn Văn Năm, hội thọ 88 tuổi, lớp chân ngày 6/5 năm 2002. Cô lên Nguyễn Thị Kỳ Hương, hội thọ 89 tuổi, lớp chân ngày 6/9 năm 2007. Tôn lên Nguyễn Quang Hai, tuổi thọ 76 tuổi, năm nhân ngày 8/3/2020. Tôn lên Nguyễn Thanh Linh, tưởng như 1 tháng tuổi, và tất cả chân linh cũng việc các tổ thú vị, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, thừa thân hoạt lực, tỉnh pháp tôn linh, tôn linh có đức này, siêu sinh về cả sáng lập, và hồi hướng cầu an cho giao quyến. Quách Thị Hồng, 68 tuổi, Nguyễn Thị Cẩm Hường, 45 tuổi, Nguyễn Thị Cẩm Lan, 42 tuổi, Nguyễn Tân Sang, 40 tuổi, Nguyễn Thị Cẩm Quang, 38 tuổi, Nguyễn Thị Châu, 32 tuổi, Trịnh Kế Dũng, 38 tuổi, Nguyễn Thị Kiều Trang, và tổ lý Tổng Tiểu Nam, 9 tuổi, Nguyễn Tân Sang, 49 tuổi, Nguyễn Văn Nguyên, 17 tuổi, Trịnh Trọng Đạt, 15 tuổi, Trịnh Trọng Phát, 10 tuổi, Trịnh Vương Thảo, 5 tuổi, Văn Minh Khang, 7 tuổi, Văn Minh Coi, 5 tuổi, Văn Công Linh, 41 tuổi, Quách Thị Thanh, 53 tuổi, Thập Phát Quan, 49 tuổi, và hiện tiền năm nữ Phật tử, kẻ có công người có của gốc sức trong quận trường này thì được tay qua ngày hội sợ thiệt tâm sợ cầu được nhí nguyện hết chất tâm bỏ chí linh. Giờ phút này cũng tỉnh cho tôi ngày đức chắc tay tập kinh cầu nguyện, cầu nguyện cho ứng tưởng được sợ cầu nhí nguyện. Cầu ô
Thank you.
hết tất cả chúng ngày là nó đều đè bẹp hết
Như vậy, bản hạ sẽ cử đoàn binh nào để mà cái chặn bốn con núi này? Thì vua Anh Tạc mới nói rằng, bản Đức Tôn, với cái đoàn bốn con núi này, nó hùng dĩ, nó mạnh như vậy, đi đến đâu đều dẹp, nó lăn, đè đẹp hết tất cả, chúng ta dập như vậy. Dù cho đội quân tinh nhẹ trong quân tình của quân thần của con cũng không thể nào mà đi đến chặn được bốn con núi này. Ngay lúc đó Đức Phật đã dạy rằng, dù cho bệ hạ dẹp được những dập của chúng ta, nhưng mà bệ hạ không dẹp được bốn con núi này. Và bốn con núi này ở đâu? Đức Phật ví dụ bốn con núi đó là gì? Sanh, già, bệnh, chết. Bốn con núi này nó luôn luôn vẫn tiến thẳng vào mỗi người đang đè bẹp đối với chúng ta. Như vậy thì từ đó vua Anh Tạc cảm nhận được ngài đã thua bốn con núi này. Như vậy thì chúng ta cảm lại những người thân của chúng ta đã bị một những con núi này nó đè bẹp, và hôm nay và mai sau sẽ lại dần đè bẹp đến chúng ta. Tức là ngọn núi xanh, ngọn núi già, ngọn núi bệnh, ngọn núi chết nó đến với chúng ta. Như vậy thì hiện giờ quý vị ngẫm lại xem, chúng ta có thể bao nhiêu ngọn núi đang đè và thắt cửa, và cái ngọn núi cuối cùng sẽ đến với mọi người. Như vậy để chi? Để cho chúng ta nhận thức và ý thức rằng trường tử sẽ đến với chúng ta, để chúng ta nghe giọng này tinh tấn tu hành, tạo được thiện duyên, đạt pháp lực, thiện nguyện gì, tham cố thí làm bước qua quan ăn chay và con, tức là tu tạo những đức lành, dám tinh tấn lên để được giải thoát, chắc để mà khi tập khi ra đi, chúng ta có một cái tương đương vững mạnh để mà được giải sanh, điều đó điều cần thiết đối với người Phật tử hiện tại và tương lai. Và hôm nay cho nó lòng của người con đối với ông bà, người thân của mình đã quá dạng, và tôi chắc rằng họ cũng bị phải tổ miệng cười quan hệ cái lúc quý vị. Thì một lần nữa quý vị hãy xin tán lên để mà tu tập, để mà tránh đi bố một chút và đưa vào tam bảo với quá dài của một năm. Và xin hồi hướng phước báo của trường ở đây này đến với chương trình cụ ông Nguyễn Văn Bé, pháp danh Việt Quốc, năm chung ngày 57 năm 2015, tuổi thọ 88 tuổi, và ông Linh Đoàn Thị Kim, năm chung ngày 24 tháng 7 năm 2015, tuổi thọ 94 tuổi, ông Linh Nguyễn Văn Đào, năm chung ngày 27 năm 2007, tuổi thọ 89 tuổi, ông Linh Nguyễn Văn Năm, mất ngày 6 tháng 5 năm 2002, tuổi thọ 78 tuổi, ông Linh Nguyễn Thị Kỳ Hương, năm chung ngày 5 tháng 9 năm 2007, tuổi thọ 79 tuổi, Hương Linh Nguyễn Văn Hai, năm chung ngày 8 tháng 3 năm 2020, tuổi thọ 76 tuổi, và Hương Linh Nguyễn Thanh Linh, Hương Linh còn 8 tuổi. Và quý vị thân tổ, quý vị, phụ vị vô danh, phụ danh vô vị, đương cái công đức này và chứng minh trong người vốn, đều tổng phước và siêu sinh về cả năng lành. Và cũng hồi hướng phước báo này đến với giáo quý là Quách Thị Hồng, pháp danh Hoàng Hữu, 68 tuổi, Nguyễn Thị Cẩm Hường, 45 tuổi, Nguyễn Thị Cẩm Lan, 42 tuổi, Nguyễn Thanh Sang, 40 tuổi, Nguyễn Thị Cẩm Vân, 38 tuổi, Nguyễn Thị Diễn Châu, 32 tuổi, Trịnh Nghĩa Dũng, 38 tuổi, Nguyễn Thị Kiều Khen, 27 tuổi, Lý Công Dưỡng, 29 tuổi, Nguyễn Tích Canh, 49 tuổi, Nguyễn Hoàng Duy, 17 tuổi, Trịnh Trọng Đạt, 15 tuổi, Trịnh Trọng Phát, 10 tuổi, Trịnh Phương Thảo, 15 tuổi, Quang Minh Nghe, 7 tuổi, Quang Minh Thôi, 15 tuổi, Quang Công Lên, 41 tuổi, Quách Thị Lan, 15 tuổi, Hạc Phát Quang, 49 tuổi. Và những tiền nam nữ Phật tử sẽ có con đường của bất cứ trong buổi lễ đường này thì được ra qua ngày tội tạo nghiệp thì tâm gia đình hạnh phúc, mọi sự được thăng thông trong cuộc sống. Vì quý vị thành tâm lễ Phật, lễ tổ, lễ chư thì thánh tăng kính chúng cho Nam Mô Chúng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát Cung đình trên đường Hồ Bát. Ba con đến chỗ biết bảo tâm đức hạnh đầy bơi tự xét tâm rõ hiện tinh tình tăng quay bỏ đuổi tâm hành đạo luôn lành dùng còn dùng trăng bán cho
thì công chân đô cải lại đi ở nhau công trái ngực với lần đầu cùng nhau đu theo nghiên nghiên gì giải cho nhau cứ giờ chia đồng với nhau. Đây là Phật đang đề nghị gì để trở về phía sau thì con và Phật tử nhổ với hiền đó thế là con hồn đó. Con mất cha mẹ rồi.